Xin kính chào quý vị khán giả. Phương Thúy rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Khỏe để sống vui. Và thưa quý vị, như thường lệ thì với sự góp mặt của những khách mời là những chuyên gia cũng như là những y bác sĩ đến với chương trình, hy vọng rằng sẽ mang đến cho quý vị khán giả những thông tin thật hữu ích về những vấn đề sức khỏe mà quý vị khán giả đang quan tâm. Và với chủ đề ngày hôm nay đó là bệnh tay chân miệng ở trẻ nhỏ, nguyên nhân và giải pháp, thì chúng tôi có mời tới trường quay khách mời, đó chính là bác sĩ Nguyễn Sĩ Đức đến từ Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương. Vâng, xin chào MC Phương Thúy, xin chào các bạn đang xem chương trình. Xin cảm ơn bác sĩ vì đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Và trước hết thì Phương Thúy xin được hỏi bác sĩ là hiện nay thì bệnh tay chân miệng rất là phổ biến, và theo như những thống kê của Bộ Y tế thì trong thời gian vừa qua cả nước của chúng ta cũng đã liên tục ghi nhận những số ca mắc đã gia tăng. Và nguyên nhân thì do đâu mà trẻ em của chúng ta lại thường mắc phải căn bệnh này, nhất là trong thời điểm hiện tại, thời điểm giao mùa thưa bác sĩ? Trước hết là chúng ta phải biết qua một tí về tay chân miệng. Nhất tay chân miệng thì nó là do các loại virus gây ra, và đặc biệt là cái họ enterovirus. Và thứ hai là cái nhóm tuổi gây bệnh thì thường dưới 5 tuổi và đặc biệt là dưới 3 tuổi. Thì cái nhóm tuổi đấy là cái nhóm tuổi mà trẻ đang đi học. Có nghĩa là trẻ phần lớn thời gian trẻ sống tập trung với nhau, chơi với nhau, ăn uống với nhau. Và cái căn nguyên gây bệnh thì nó lại lây qua chủ yếu qua đường tiêu hóa và qua đường tiếp xúc. Vì thế nên là cái dịch bệnh này nó rất là dễ có thể lây lan ra cộng đồng. Và gần như năm nào cũng thế. Chúng tôi đến cái tầm mùa này thì rất là nhiều bệnh nhân nhập viện. Vâng, vậy thì những cái biểu hiện hay là những dấu hiệu nào mà chúng ta có thể nhận biết được căn bệnh này ở trẻ em thưa bác sĩ? Thực ra thì nó là do enterovirus, là một cái virus đường tiêu hóa gây ra. Vì thế nên trước khi mà đến các cái đặc điểm cơ bản của tay chân miệng thì chúng ta sẽ có các đặc điểm của virus đường tiêu hóa, như trẻ có thể có sốt, có thể có tiêu chảy, có thể có nôn. Tuy nhiên chúng ta nghe tên là gì ạ? Là tay chân miệng thì chúng ta lại thấy là trẻ sẽ có những cái đặc điểm riêng giống với cái tên đấy. Có nghĩa là trẻ xuất hiện những cái phỏng nước ở vị trí điển hình như là ở lòng bàn tay, ở lòng bàn chân, ở đầu gối, ở miệng và ở có thể một số trẻ có thể gặp ở mông. Vậy thì về khả năng lây lan của những căn bệnh này thì sao? Có những cái con đường nào để dẫn tới việc là bị truyền nhiễm tay chân miệng thưa bác sĩ? Con đường lây lan của tay chân miệng thì người ta chia làm hai cái nhóm chính. Nhóm thứ nhất là lây qua đường tiêu hóa. Lây qua đường tiêu hóa thì có thể qua tiếp xúc với nước bọt. Thứ hai là qua tiếp xúc với phân. Người ta thấy rằng là cái virus tay chân miệng nó có thể tồn tại trong phân. Với một số xét nghiệm đã thấy có thể phát hiện được virus trong phân sau khoảng 7 đến 14 ngày sau khi trẻ khỏi bệnh. Có nghĩa là trong vòng từ khoảng 10 14 ngày sau khi trẻ bắt đầu khởi phát triệu chứng thì bệnh nhân có thể lây. Đấy là qua đường nước bọt. Đường thứ hai là trẻ tiếp xúc với cái phỏng nước, như là chúng ta thấy cái phỏng nước lòng bàn tay, bàn chân. Đấy, thì nếu như mà một trẻ lành tiếp xúc với các cái phỏng nước đấy của trẻ bệnh, các bạn đang chơi cùng chẳng hạn, thì nó có thể lây bệnh. Như những chia sẻ của bác sĩ thì chúng ta có thể thấy rằng là những cái biểu hiện đó của căn bệnh tay chân miệng thì khá là giống với các bệnh truyền nhiễm khác như là thủy đậu hay là xuất phát ban. Vậy thì có những cái cách nào để chúng ta có thể phân biệt rõ ràng những căn bệnh này với nhau thưa bác sĩ? Tất nhiên là sẽ có phân biệt được. Thực ra ở trên lâm sàng chúng tôi sẽ có phân biệt, thứ nhất là dựa vào các triệu chứng của bệnh nhân. Phân biệt thứ hai là dựa vào các cái xét nghiệm của bệnh nhân. Tuy nhiên đối với phụ huynh thì thực ra chúng ta sẽ phụ thuộc vào nhiều các triệu chứng là chính. Đấy, giả sử như để phân biệt về xuất phát ban chẳng hạn, thì thường đối với các bệnh lý sốt phát ban mà chúng ta hay gọi thông thường ấy, đấy là sốt cộng phát ban. Và cái phát ban này thì tất nhiên phát ban này có nhiều loại, mà tuy nhiên cộng đồng hay dùng cái phát ban này là những cái phát ban mà không phải phỏng nước. Đấy, còn tay chân miệng thì thường đó là phỏng nước. Nhưng cái mà dễ nhầm nhất đấy là cái thủy đậu. Thủy đậu thì bệnh nhân cũng có giống tay chân miệng là gì? Có sốt, có các cái phỏng nước. Tuy nhiên cái phỏng nước của thủy đậu thì nó lại khá là khác biệt so với phỏng nước của tay chân miệng. Thứ nhất là về vị trí, tay chân miệng chúng ta có thể gặp các vị trí điển hình ở tay, ở chân, ở miệng. Nhưng thủy đậu thì là gì ạ? Phụ huynh có thể thấy con mình các cái phỏng nước ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể. Có thể thấy ở chân tóc, ở mặt, ở cổ, ở lưng, ở bụng. Và các cái phỏng nước của thủy đậu là phỏng nước đa lứa tuổi. Và thường cái phỏng nước thủy đậu thường cái phỏng nước khá là to. Còn cái phỏng nước tay chân miệng thì những cái phỏng nước rất là bé, nó hơi chỉ gờ lên trên mặt da một ít thôi. Đấy là những cái đặc điểm mà phụ huynh có thể dựa vào đấy để phân biệt. Tuy nhiên tôi vẫn khuyến cáo là gì? Khi mà trẻ có các cái triệu chứng đấy thì con vẫn nên được đến viện. Lúc đấy thì các bác sĩ với kinh nghiệm của mình thì sẽ hỗ trợ mẹ, các phụ huynh để chẩn đoán phân biệt. Và thứ hai, chúng tôi có những cái xét nghiệm cận lâm sàng để có thể giúp chẩn đoán phân biệt các cái bệnh lý với nhau. Dạ vâng. Vậy thì khi mà có phát hiện là con em của mình có những cái triệu chứng từ bệnh như vậy thì các bố mẹ nên có những cái bước xử lý ban đầu như thế nào? Và làm như thế nào để các bố mẹ có thể biết được là bệnh đang ở giai đoạn trở nặng và cần phải nhập viện rồi ạ? Theo Bộ Y tế thì tay chân miệng người ta phân làm 4 độ, từ độ 1 đến độ 4. Và trong đấy thì độ 1 là độ duy nhất mà bố mẹ chăm sóc con ở nhà. Bắt đầu từ độ 2, trẻ có thể nhập viện. Tuy nhiên rất may mắn là phần lớn bệnh nhân tay chân miệng thì tồn tại ở độ 1. Có nghĩa là phần lớn bệnh nhân sẽ là thể nhẹ và sẽ điều trị ở nhà.
Tuy nhiên có một số triệu chứng mà bố mẹ cần phải lưu ý để cho trẻ đến viện. Đấy, cái thứ nhất là nếu như mà con của mình sốt cao và người ta lấy là sốt cao trên 39 độ C, khó khó hoặc là không đáp ứng với thuốc hạ sốt. Đấy là một dấu hiệu sớm để mà gì ạ? Để là tiên lượng trẻ nặng. Cái thứ hai là trẻ có cái triệu chứng giật mình khi ngủ. Đấy là triệu chứng thứ hai. Cái triệu chứng ba mà chúng tôi khuyến cáo đấy là trẻ ngủ gà. Và ngủ gà thì có nghĩa là có một cái tình trạng nhiễm độc thần kinh rồi. Và trường hợp đấy thì chắc chắn là trẻ phải nhập viện để điều trị. Ngoài ra một số biểu hiện khác nặng hơn như là trẻ đi lại loạng choạng, rồi là nặng hơn nữa trẻ có thể hôn mê, có thể ly bì. Một số trẻ có biểu hiện của viêm cơ tim thì có thể có mạch nhanh, rồi là có mệt mỏi nhiều, rồi da tái, vân 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 vân. Những biểu hiện sau thì rất là nặng rồi. Bác sĩ có thể cho biết cụ thể hơn về những biến chứng mà trẻ có thể gặp phải khi mắc tay chân miệng không ạ? Thực ra thì như tôi nói lúc nãy, thì thực ra phần lớn trẻ thì nó ở giai đoạn nhẹ nhàng thôi, có nghĩa là tự khỏi, có nghĩa là tự khỏi. Tuy nhiên một số trẻ, một tỷ lệ khá là ít trẻ có các biến chứng nặng. Và thực ra chúng tôi phân làm các biến chứng tùy theo mức độ bệnh của trẻ. Và người ta chia là biến chứng thần kinh và biến chứng tim mạch. Đấy là hai cái biến chứng thường gặp nhất. Biến chứng tim mạch là một cái biến chứng rất là nặng nề trong bệnh nhân tay chân miệng, đặc biệt là viêm cơ tim. Đấy là đối với những trẻ mà có tay chân miệng có biến chứng viêm cơ tim thì cái nguy cơ tử vong của trẻ rất là cao. Và thực ra là cái quá trình điều trị những bệnh nhân có biến chứng đấy khá là vất vả và phức tạp. Còn biến chứng thứ hai là biến chứng về thần kinh. Biến chứng thần kinh thì người ta cũng chia khá là nhiều mức độ. Như tôi nói lúc nãy, đầu tiên là bệnh nhân các bạn có thể có triệu chứng như giật mình khi ngủ. Đấy, sau đấy những trẻ nặng hơn thì có thể có biểu hiện ngủ gà. Đó là cái biểu hiện của nhiễm độc thần kinh. Có nhiều trẻ thì có thể có biểu hiện của tổn thương thần kinh trung ương. Như trẻ có thể ly bì, có thể hôn mê, có thể co giật, có thể đi lại yếu chi, loạng choạng. Và có những trẻ thì có thể có biểu hiện của viêm não, là trẻ hôn mê, co giật. Vậy thì với những trẻ mà mắc tay chân miệng như vậy thì sẽ có những cái quá trình điều trị hay là thăm khám như thế nào? Và thời điểm nào thì sẽ là thời điểm vàng để có thể điều trị được căn bệnh này thưa bác sĩ? Vâng, thực ra thì tùy vào cái mức độ bệnh thì chúng tôi sẽ có cái quy trình điều trị nó khác. Giả sử như nếu như mà trẻ chẩn đoán là độ 1 thì thường trẻ sẽ được kê thuốc về nhà và chủ yếu là điều trị chăm sóc. Bắt đầu trẻ bắt đầu từ độ 2A trở lên thì trẻ sẽ được nhập viện để theo dõi và sử dụng các thuốc theo phác đồ Bộ Y tế, gồm có các thuốc an thần đường uống, hoặc những trẻ nặng hơn thì có thể có thuốc an thần đường tiêm. Những trẻ đặc biệt nặng hơn nữa thì sẽ có thuốc gọi là thuốc IVIG chẳng hạn, hoặc là những trẻ mà đặc biệt nặng như viêm cơ tim thì chúng tôi có thể tiến hành lọc máu để điều trị cho trẻ. Và cái giai đoạn nặng thường thì sẽ xuất hiện trong những giai đoạn sớm, một vài ngày đầu. Vì thế nên nếu như bố mẹ thấy rằng là gì ạ, con mình có các biểu hiện tay chân miệng cộng với các biểu hiện bất thường như là sốt cao liên tục không hạ được, hoặc sốt kéo dài trên 2 ngày, hoặc là con có biểu hiện giật mình khi ngủ, hoặc con ly bì, hoặc con có ngủ gà, thì những biểu hiện đấy thì tốt nhất là nên cho con đến bệnh viện. Vâng, để an toàn nhất đúng không ạ? Để an toàn nhất cho con. Dạ, vậy thì bác sĩ sẽ có những lời khuyên gì dành cho các bậc phụ huynh trong quá trình điều trị cho con cũng như là chăm sóc con khi mà chữa bệnh không ạ? Thực ra thì phụ huynh thường nếu như mà đã thấy phát ban thì cái mà tôi hay gặp phụ huynh hỏi nhất là bác ơi, con cháu có cần phải kiêng nước kiêng gió hay không? Đấy là cái mà phụ huynh hỏi rất nhiều. Tuy nhiên đối với bệnh nhân tay chân miệng thì gần như chúng tôi không có khuyến cáo về kiêng nước kiêng gió. Trẻ sinh hoạt gần như là bình thường, ăn uống như bình thường, trước đây trẻ ăn gì, bây giờ trẻ ăn như thế. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy là gì ạ? Trẻ tay chân miệng thì là thường sẽ có những cái nốt phỏng nước ở trong miệng, thế nên là trẻ ăn uống sẽ khá là khó khăn. Vì thế trẻ sẽ uống nhiều nước hơn, uống nhiều sữa hơn, sẽ ăn cơm ít hơn, nhưng chuyện đấy là bình thường. Sau khi trẻ hồi phục thì sẽ lại ăn uống bình thường. Trong giai đoạn đấy thì mình có thể nên cho trẻ ăn nguội, ăn lỏng hoặc là uống nhiều nước, uống sữa và ăn những cái thức ăn mà trẻ thích. Đấy là vấn đề về ăn uống. Thứ hai là vấn đề về vệ sinh. Đấy, các cái phỏng nước ở ngoài da thực ra thì cái nguy cơ nhiễm trùng thì nó khá là ít. Đấy, các phỏng nước đây nó không giống với thủy đậu. Thủy đậu thì cái nguy cơ nhiễm khuẩn ở các cái phỏng nước đây nó nhiều hơn. Nhưng với tay chân miệng thì nguy cơ nhiễm khuẩn ở các cái phỏng nước nó thấp hơn. Vì thế nên là mình cứ đảm bảo vệ sinh sạch sẽ thì cái nguy cơ biến chứng về nhiễm trùng các cái phỏng nước nó sẽ rất là thấp. Còn một cái mà tôi vẫn khuyên phụ huynh là gì? Khi mà con mình nghi ngờ tay chân miệng thì nên cho con nghỉ học. Nghỉ học đây thứ nhất là an toàn cho con để hạn chế các biến chứng, để mình có thể theo dõi phát hiện biến chứng. Và thứ hai là an toàn cho cộng đồng. Vì một đứa trẻ mà đi học mẫu giáo mà mắc tay chân miệng thì gần như là cả lớp đấy rồi sẽ bị lây tay chân miệng từ. Có lẽ các bậc phụ huynh cũng quan tâm rằng là nếu như trẻ đã mắc tay chân miệng rồi thì liệu rằng còn có khả năng bị tái nhiễm trở lại không thưa bác sĩ? Tay chân miệng thực ra là do nhiều cái virus có thể gây ra, như là Coxsackie, đấy, EV71, đấy là hai cái nhóm mà hay gặp nhất. Và nó bệnh nhân mắc tay chân miệng đời này thì sau có thể mắc tiếp. Có nghĩa là có những cái chủng virus khác nó có thể lại tiếp tục gây ra bệnh. Vì thế nên là không được chủ quan là con tôi đã từng mắc tay chân miệng rồi
thì không mắc tay chân miệng tiếp nữa. Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì chúng ta cần phải làm gì để có thể hạn chế tối đa khả năng là tái nhiễm căn bệnh này ở trẻ, thưa bác sĩ? Thì hiện nay thì tay chân miệng chúng tôi chưa có vaccine. Vì thế nên là bố mẹ để hạn chế, thứ nhất là mắc lại, thứ hai là mắc lần đầu. Thế cái bệnh tay chân miệng thì sẽ giống với các bệnh lý truyền nhiễm khác, và đặc biệt các bệnh lý lây qua đường tiêu hóa. Đấy là thứ nhất là đảm bảo vệ sinh. Vệ sinh ở đây có vệ sinh ăn uống, có nghĩa là gì ạ? Ăn chín uống sôi. Cái thứ hai là gì ạ? Đối với những trẻ mà mắc bệnh thì cách ly, và sau khi mỗi lần trẻ đi ngoài thì phải vệ sinh sạch sẽ. Hạn chế tiếp xúc đối với những trẻ bị bệnh, có nghĩa là trong gia đình có một bạn bị thì tốt nhất là các bạn khác trong lứa tuổi lây bệnh, đặc biệt là dưới 5 tuổi thì nên hạn chế tiếp xúc. Cái thứ ba nữa là ở các cái trường mầm non, ở các cái đơn vị đào tạo, thì khi có trẻ mắc bệnh thì trường đấy nên tiến hành vệ sinh, có nghĩa là nên tiến hành là sát khuẩn các cái dụng cụ đồ chơi của trẻ, để hạn chế khi mà một đứa trẻ bị bệnh cầm cái đồ chơi đấy chơi thì virus nó có thể tồn tại ở trên cái bề mặt của đồ chơi đấy, và khi một đứa trẻ lành nó lại cũng chơi cái đồ chơi đấy thì rất là dễ để lây bệnh. Vì thế nên các cái đơn vị mầm non nếu như mà có trẻ mắc bệnh thì nên được sát khuẩn lại toàn bộ các cái khu vực vui chơi, rồi là cầu thang, rồi nắm cửa, tất cả mọi thứ như thế. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ rất là nhiều với những chia sẻ vừa rồi. Và quý vị khán giả thân mến, Khỏe để sống vui vẫn còn có một phần hết sức đặc biệt nữa, đó chính là phần giải đáp những câu hỏi đến từ quý vị khán giả, và bác sĩ của chúng tôi cũng sẽ giải đáp những thắc mắc này. Quý vị khán giả hoàn toàn có thể gửi những câu hỏi cho chúng tôi theo địa chỉ hòm mail khỏe để sống vui a@gmail.com hoặc là địa chỉ fanpage của chương trình Khỏe để sống vui. Và với chủ đề tuần này thì chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều những câu hỏi tương tác từ quý vị, và ngay sau đây sẽ là một số câu hỏi tiêu biểu mà chương trình sẽ gửi tới bác sĩ. Khán giả có địa chỉ email maianhnguyen85a@gmail.com gửi câu hỏi như sau. Bé nhà em 3 tuổi, bị sốt đến ngày thứ 4, 38 độ, rồi hạ. Sang đến ngày thứ 5 thì hết sốt nhưng đi ngoài phân lỏng. Em thấy bé nhà em có nổi nốt phía ngoài mép. Vậy đây có phải là biểu hiện của bệnh tay chân miệng không, thưa bác sĩ? Con của chị bây giờ là sốt đến ngày thứ 4 và sau đấy trẻ hạ sốt, đồng thời trẻ xuất hiện các cái nốt phỏng ở miệng. Thì thực ra là cái vị trí mà chị mô tả đấy là ở xung quanh miệng, thực ra nó không thực sự điển hình cho tay chân miệng. Cái thứ hai là cái thời điểm mà con chị xuất hiện các cái phỏng nước nó cũng không giống với tay chân miệng. Thường bệnh nhân tay chân miệng chúng tôi sẽ xuất hiện các cái phỏng nước rất là sớm, có thể ngày thứ 1, ngày thứ 2 trẻ đã xuất hiện các cái phỏng nước rồi, và thường sẽ các vị trí điển hình như lòng bàn tay, lòng bàn chân, ở đầu gối, ở mông và ở miệng có, nhưng mà thường là ở trong miệng. Vì thế nên là trường hợp con chị thì tôi không nghĩ rằng là trẻ mắc tay chân miệng. Tuy nhiên có một số cái nhóm bệnh lý khác có thể có các triệu chứng tương tự như con của chị, như là herpes chẳng hạn. Vì thế nếu như mà trẻ vẫn tiếp tục sốt và các cái phỏng nước nó không hết thì tôi nghĩ trẻ nên được đến các trung tâm y tế gần nhất để các bác sĩ đánh giá toàn diện cho trẻ. Khán giả có địa chỉ Facebook Nguyễn Đức Trường hỏi: làm thế nào để phân biệt bệnh loét miệng và bệnh tay chân miệng, thưa bác sĩ? Vâng, một câu hỏi rất là hay. Để phân biệt được bệnh lý loét miệng và tay chân miệng, thực ra thì loét miệng thường thì bệnh nhân của chúng tôi sẽ không có sốt. Đấy, cái thứ nhất. Cái thứ hai là loét miệng thì thường triệu chứng đơn thuần là bệnh nhân chỉ xuất hiện các cái vết loét ở trong miệng thôi. Còn ở các vị trí khác ở trên cơ thể thì trẻ sẽ không có. Còn tay chân miệng thì trẻ sẽ xuất hiện các cái vị trí khác trên cơ thể. Ngoài ra tay chân miệng thì bệnh nhân có thể xuất hiện các cái biến chứng như là trẻ có thể có giật mình, có thể ly bì, có thể ngủ gà. Dạ vâng, một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ rất nhiều với những thông tin hữu ích mà ngày hôm nay bác sĩ đã mang đến cho chương trình. Quý vị khán giả thân mến, hy vọng rằng là với những thông tin mà bác sĩ của chúng tôi đã chia sẻ trong suốt 30 phút của chương trình thì quý vị khán giả cũng đã có được những thông tin rõ hơn, cũng như là đã có được những cái biện pháp phòng ngừa căn bệnh tay chân miệng cho con mình một cách hiệu quả. Và tới đây thì thời lượng của chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại. Phương Thúy xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số phát sóng tiếp theo của Khỏe để sống vui.